Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục những thử thách của các bạn. Và bạn nào có những cái thử thách nào hay hay thì có thể comment bên dưới clip của mình nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với thử thách, đó chính là Win94 cộng theo UMP. Ok, thử thách này nó hơi khó một tí nên các bạn thông cảm nha. Vâng, bắn sẽ không được hổ báo như trước. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ vào khu biệt thự để kiếm đồ cho nó dễ. Ở đây thì Win94 với lại UMP thì không thiếu đâu. Khỏi đi lúc đâu xa, clear một cái là có đồ ngay. Hai thằng à, ok. Ui dồi ôi, tôi xong rồi. Chạy đâu? Còn lợn lề. Mr. Virus. Ok, một bé đã nằm xuống rồi. Còn hai thằng trong này nữa. Đâu đây? Trời ơi, ôi, không có súng à bạn? Chắc ở giữa sân nghèo nàn quá nhỉ. Ui dồi ôi, cái định mệnh tí nữa thì hẹo rồi. Nó bắn cái kiểu gì mà mình còn chấm máu à? Hoặc đúng một viên đầu tiên. Mình thấy nó xả một cái là mình còn đúng chấm máu luôn ấy. May những quả tiếp theo mình vừa bắn vừa di chuyển nên nó bắn không có trúng. Đen thôi. Còn một thằng nữa. Ủa nãy nhìn thấy có hai thằng thôi, bây giờ tận 3 kill rồi. Ok, nhặt tạm cái giáp. Thì như nãy mình không có giáp nên nó bắn hơi bị đau. Thì như nó chạy xuống tầng 1 rồi. Thì nhiên đã cuốn hết cái tầng 2 rồi. Ơ, bỏ lại cái mũ 3 này. Nani. Thì nhiên chắc không phân biệt được mũ 2 với lại mũ 3. À, chứ nhờ mũ 1 với lại mũ 3 đấy. Đâu rồi con lợn này? Thôi nhặt luôn khẩu Win94, lát đỡ phải chạy lên tầng 2 nhặt lại. Yếu rồi này. Mình sẽ móc nó từ bên này. Nhìn đi đâu lại. Ui trời ơi. Nhưng tất nhiên không biết bắn ở đâu luôn. Ui ôi. Rau vậy ba. Ui K98. Thằng này phải gọi là mắc cái độ giàu anh em ạ. Vâng, bây giờ làm theo thử thách thì nó công nhận nó hơi ngu nhỉ. Trận này full phụ kiện K98, AKM các kiểu. Ok, mình sẽ đáp hết ở đây. Các bạn có ai thấy phí không ạ? Khổ thật. Chả ai đi lại đáp những cái đồ ngon đi để bắn những cái đồ cùi bắp. Ok, fine. Có thằng chạy ngoài viền này. Ui dồi ôi,
mỗi con boss cứ tưởng người. Ui rồi, cái gì vậy? Ngồi ngay sau lưng mình luôn, không bắn. Mà nãy mình cũng không để ý nhá. Thằng này người này. Mình ham nghe tiếng chân của thằng boss quá à. Đâm ra không để ý ngoài cái chòi. Suýt tí nữa thì hẹo rồi. Chả hiểu sao thằng này nó không bắn. Lại boss nữa này. Ui dồi ôi, Win 94 ok phết. Đừng đùa. Có xe. Và khu này bị lút. Thế là người chưa đi rồi. Lầy đi. Và ai nổi. Nó ngồi đi xe ạ. May vừa mình để ý cái tiếng xe nhá. Anh em để ý. Nếu mà xe không có người ấy, thì như là xe không có nổ. Mà xe có người thì xe sẽ nổ lên. Và chúng ta nghe rất là rõ. Mình sẽ không ra lúc đồ của nó vội. Chúng ta sẽ đính sơ qua mấy cái nhà xem có phụ kiện SMG không. Úi dồi ôi, thôi, đi nhầm đường rồi. Sorry nha, mình nhầm đường. Cái định mệnh còn cố bắn nữa. Tao mà có súng to ở đây thì ngồi đấy mà táp. Ok, chắc mình sẽ khô máu với thằng này bằng khẩu Win 94. Trôn trôn cho vui thôi nha. Ôi, ôi, cái gì vậy? Éo thì tin được. Ôi, ở đây có hai xác, thế là vừa dã nhau xong luôn. Đồi dã mình. Căng nha. Ok. Đồ rất là nhiều. Nhưng chỉ loot được mỗi máu thôi. Chả còn cái gì để mà loot. Ok. Có quả highlight Win 94 bắn mắc ảo rồi. Tuyệt vời.
Ây da, mình có làm gì đâu mà bắn mình đó hả? Mình đâu có tội. Ây da, thiệt là khổ. Tha cho mình đi. Cái định mệnh. Xe còn một nửa thế này thì đi đâu được? Mấy con lợn này. Trong khu đây đông thì dã nhau đi. Cái thằng chạy xe xa xa phía ngoài cũng cố mà với cho được. Không công được vào rồi. Chỗ này quá là trống để chúng ta có thể đi vào. Bây giờ cái việc duy nhất chúng ta có thể làm được là ngồi đây thôi. Đợi bo và di chuyển. Tầm này chắc mình phải di chuyển vào bo sớm thôi. Uống phun nước cái nhẹ rồi đi cho đỡ bị bán hình. Xe còn có 50% thôi à. Không biết có bị sấy nổ không. Mình chơi solo chắc cái khả năng bị sấy nổ nó không cao đâu nhỉ. Bo như này chắc mình phải vào nhà ẩn náu cho nó chắc. Tại vì súng mình cũng không phải là súng quá to. Súng này lấy top thì cũng được. Nhưng còn đi hổ báo kiếm người giết thì nó hơi khó một tí. Ui dồi ôi. Gì vậy má? Làm gì vậy? Này thì đẩy vào đây rồi. Tao sợ mày quá cơ. Ây da, thằng nào bắn tao làm chó, thằng nào bắn tao làm chó, thằng nào bắn tao làm con chó. Đảo nào, ui dồi ôi, mấy ba chơi nguyên một phát một còn tí máu. Ok, an toàn rồi. Mấy con chó này. Định mệnh. Bay hết mũ hết giáp rồi này. Thế này thì cận chiến hơn ai đây trời. Vừa cầm súng đã khắm rồi. Mũ giáp còn không có. Tầm này chúng ta sẽ chơi kiểu đánh du kích nha. Không chơi solo 1-1 đâu. Chơi như thế bắn không lại. Giáp mình bét hết rồi. Súng thì yếu. Ui dồi, ui, vãi xoài, đéo thì tin được. UMP nó yếu thế. Chỉ gây được sát thương yếu để cho bo nó cắn chết thôi anh em ạ. Không sao, trận này chúng ta sẽ lấy top chứ không phải là lấy kill. Bo này thì chúng ta sẽ đẩy lên khu vực trên đồi này, nó sẽ có góc nhìn lợi hơn thay vì cái bọn chạy dưới kia. Cái góc trên này đẹp vậy.
Liệu có người không? Đã chích thì phải chích cho bằng hết, không lát lại bị móc từ phía sau. Mười giây nữa. Ok, mình sẽ đợi bo khép rồi mình mới đi nhá. Tại vì cái góc của mình thì rất là đẹp nên cứ từ từ vào bo thôi. Chúng ta sẽ chết những cái thằng ngoài bo chạy vào. Đấy, lên đây thì là đã trong bo rồi. Thấy mày rồi con lợn ạ. Bây giờ mình sẽ chơi bom đi cho nó đơn giản. Đơn giản hóa cuộc tình. Này thì sống dai như đĩa vậy. Ly vậy trời. Úi trời ơi. Ngu người. Ok. Còn hai thằng nữa. Vâng, mũ giáp không còn thì chúng ta chơi những cái liệu pháp mà nó đơn giản hóa thôi. Trừ phi mà không thể chơi được như thế thì chúng ta sẽ solo 1-1. Sống thì có clip mà không thì tay thôi. Tại vì súng mình cũng không to. Em cũng chả dám chơi như thế. Chơi như thế gọi là nghịch ngu ấy. Ok, hai thằng nữa và 10 giây. Chỗ mình thì là đã là trung bo rồi. Ui rồi ôi, nó sẽ chết thằng kia rồi. Và nó nằm ở trên này. Ở phía trên này thôi. Cái gì đây? Ui dồi ôi. Ok, top 1 rồi. Tuyệt vời.